kiss for you. Xin chào các bạn đã đến với channel của tôi ngày hôm nay, nơi mà các bạn thường xuyên nhận được các kiến thức bổ ích, những cơ hội đầu tư và nhiều thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Và như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Khi đi đầu tư bất động sản, có bạn hỏi tôi rằng khi mua nhà ở chung cư lần đầu tiên thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì? Thì sau đây là một số quan điểm của tôi về vấn đề này. Các bạn lưu ý, đã là quan điểm ấy thì không có đúng, có sai. Nó là cái góc nhìn của tôi, người mà có một số năm tháng làm trong cái ngành địa chính và là người đã đi đầu tư bất động sản thực tế và các bất động sản của tôi đã giành được các kết quả nhất định. Nay tôi chia sẻ lại cái góc nhìn của tôi các bạn. Lần đầu tiên mua nhà ở chung cư ấy, thì luôn có nhiều khó khăn thử thách từ pháp lý, vị trí đến giá cả. Tất cả đều tiềm ẩn các rủi ro mà nếu chúng ta quan sát kỹ ấy, thì chúng ta sẽ có thể lường trước được các bạn. Theo quan điểm của tôi ấy, thì cần có một số lưu ý trước khi chúng ta đặt bút ký mua nhà như sau. Thì chúng ta yêu cầu chủ đầu tư xác nhận và có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước cái hợp đồng của mình đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ nhất, liên quan đến những cái nội dung cụ thể trong hợp đồng, chúng ta nên quan tâm đến một số nội dung cụ thể như sau. Liên quan đến chủ thể ký hợp đồng ấy, thì chủ đầu tư mới là người trực tiếp ký hợp đồng với lại khách hàng. Hiện nay ấy, trong một số trường hợp cho rằng đơn vị môi giới hoặc là đơn vị kinh tế bất động sản thứ cấp, tức là mua sỉ bán lẻ, lại ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng. Theo quy định như vậy là chưa đúng. Thứ hai, liên quan đến đối tượng của hợp đồng mua bán. Nhà ở chung cư là một tài sản đặc biệt, là một tài sản hiện tại khi mua bán chưa có thực tế mà nó sẽ được hình thành trong tương lai. Vì vậy, việc miêu tả căn hộ của mình là rất quan trọng, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như là căn hộ có diện tích bao nhiêu, căn hộ số bao nhiêu, tầng bao nhiêu, block bao nhiêu và nó thuộc dự án nào, văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với lại dự án đó ra sao, như quyết định chủ trương đầu tư cái dự án đó hay giấy phép xây dựng thì cần phải trích dẫn vào hợp đồng. Khi bàn giao căn hộ, diện tích có sự chênh lệch so với lại diện tích ký trong hợp đồng thì phải xử lý như thế nào? Trong trường hợp này, diện tích căn hộ mà thiếu đi hoặc là tăng lên thì khách hàng có được phép từ chối căn hộ hay không thì chúng ta phải quy định rõ các bạn. Vấn đề thứ ba liên quan đến giá cả và điều khoản thanh toán. Thì khách hàng cần quan tâm đến giá trị hợp đồng mua bán căn hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng chưa, đã bao gồm chi phí quyền sử dụng đất hay chưa. Ngoài giá trị hợp đồng thì khách hàng cần phải trả thêm chi phí nào nữa hay không. Có trường hợp quy định không rõ ràng dẫn đến khi bàn giao căn hộ và khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người khách hàng thì chủ đầu tư lại thu thêm một khoản phí nữa. Trong trường hợp cho phép, chủ đầu tư giao chậm nhà thì chậm trong bao nhiêu lâu? Nếu sau thời gian đó thì có chế tài nào đối với lại chủ đầu tư hay không? Hoặc là trong trường hợp thời gian chậm trễ quá cái thời gian cho phép thì khách hàng có quyền từ chối nhận căn hộ hay không và yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại hay không? Ngoài ra, khách hàng cũng nên quan tâm tới liên quan đến cái việc bảo lãnh của ngân hàng. Theo quy định của luật nhà ở năm 2014 ấy, thì quy định trong trường hợp chủ đầu tư muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai thì bắt buộc phải có một cái ngân hàng thương mại có đủ năng lực đảm bảo khả năng thanh toán của chủ đầu tư thay mặt chủ đầu tư thanh toán cho khách hàng. Chủ đầu tư một là không giao nhà đúng tiến độ, hai là vi phạm quy định của hợp đồng. Đây là một số nội dung cơ bản người mua nhà cần lưu ý theo quy định của pháp luật các bạn. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều cái kinh nghiệm khi lựa chọn cho mình một cái căn hộ chung cư đầu tiên cho cả gia đình các bạn.
Có đấy á? Có. Ừ, cái lô đang xây kìa. Đó. Lô A5. Đấy á? Đây. Không, lô cạnh luôn đang xây á. Đây gì? Không, ở dưới kia, cuối cùng á. Đây họ xây nhà rồi các bạn. Sáng nhà đang xây ấy. Phía ngoài. Ủa, em tưởng là cái lô blue chứ. Blue có cũng có trong kia. À, 4 lô mà. À 4 lô. Bán trước lô đúng không anh? Lô này để đây à? Cái lô này để lại. À. Lô này để lại. Ồ, chỗ kia nữa. Hồi trước là cây cỏ tùm bây giờ họ ấy đi rồi. Họ dọn dẹp đi rồi. Dạ. Đâu phải dọn dẹp thôi. Mà mắc cười là xây trước sáng này à. Lô em nãy ở trong chỗ gì ta, đảo Kim Cương á, em bán cho chị đó, ông chị vừa dọn dẹp xong, 2 tuần sau, 3 tuần sau cái lên lại y chang, còn một ngày quá, rồi đúng mùa mưa, còn một tờ hơn này, cái này nếu mà hướng đẹp ấy thì hướng này đây này, hướng này quay lên thì hướng nam, còn mình là hướng bắc, xây như thế khá là hay nhỉ, cái này phải gọi điện chính là anh đo đúng không? Nó có mốc nha. Nó mốc rồi. Để người ta xây người ta đỡ lấn chiếm, chắc ở đây người ta lấn chiếm, mà tranh chấp mệt lắm. Xong người ta muốn để lâu dài làm thế cũng hay. Làm mấy cái cọc rồi cũng được rồi. Đó này nó chơi chắc ăn. Ngoài Bắc mà thấy người làm xây tường. Chú cầm để anh đi. Quanh. Các bạn có thể thấy là ở đây đã có 2 nhà họ xây rồi các bạn. Khu dân cư này đặc điểm là rất là sát chợ Long Phước. Đây các bạn có thể thấy lối này lối thông nhá, đường thông này. Khu này là khu dân cư University Village. Đấy, đây là khu dân cư làng đại học. Đấy,
Nhà xây đẹp quá chị ạ. Chị nhà xây đẹp quá. Chị nhà chị ở cơ? Dạ. Dạ. Này. Dạ em chưa. Anh xem sao nào, thế nào ấy nhỉ. Chị xây nhà này đẹp rồi. Đây 52 mét vuông nhỉ. Sao chị không xây dịch ra ngoài? Cho nó sát với vỉa hè ấy. Vâng, nhưng mà sao không dây? Không, ý là sao chị không xây sát ra ngoài ấy, mà lại để khoảng cách 2,4 đúng không? 2 mét à? Nhưng mà hình như là trong khu này khu xây dựng tự do thì có thể giật ra được đúng. Được, nhưng mà chị A6. Dạ. 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 Anh có đến nở không? Đến nở hay bán? Bán thì khu này bây giờ được tầm bao nhiêu chị? Chị biết không? 2,4 á? Ừ. Em thấy xăng lại. Không biết cái bên lô bên kia là bán 2 tỷ. Mấy cái cống thì 2 tỷ. 2 tỷ 2 xăng mấy chục á. Ừ. 2 tỷ 2 xăng. Vậy thì lô mình khoảng 2 tỷ 3. Lô chị không vướng gì đúng không? Không vướng gì. 2 tỷ 3. Lâu rồi. Thế ngày xưa chị mua đây là bao nhiêu? 1,5 tỷ. 1,5 tỷ á? Ừ, tắt rồi. À, chị mua lâu rồi, mua 5 ngón hả? Ờ. Mới mua tháng 7 5 ngón hả? Vâng ạ. Thế nhà này, của ai nữa không xây? Này đâu có đâu, thầy dựng nó, trời nó. Không ở cái nhà này. Ở cái nhà này nó bị không có giấy phép xây dựng anh. À vậy ạ? Ừ. Nên nó định chỉ rồi. Ừ. Phải xin giấy phép à? Ừ, xin. Nhà chị định lên mấy tầng ạ? À? 2 tầng ạ. 2 tầng. Nó lên 3 tầng cho nó đỡ phải. 2 tầng thì nó thấp quá. Nó sau này lại phải xây. Ở đây sao bảo như bảo quy hoạch 30 mét ở đây sao ấy? Ở đấy cháu biết bao giờ mới làm? Thì kêu họ nói vậy đó, nhưng mà ý bữa trường học rồi thế làm thôi. Dạ. Cái đường đó cũng đẹp nè. Dạ. Ở đây thì đẹp có cầu nè. Cũng được, ở đây thì cũng được. Ừ. Nhưng mà hướng mình hướng bắc thì nó cũng không ấy lắm. Hướng này rồi. Hướng này nhìn sang mới đẹp. Ừ. Nắng quá. Khu này thì đẹp. Cái này về xây nhà chị ấy. Chị xây đấy, nào xây. Dạ. Đâu dữ à? Phải bán chân phải 800 à? Vâng. Giờ nó đi 2,3 nhưng mà... Nhà chị à? Nhà chị đang xây. Vị trí hết rồi. Sát đường lớn mà sát chợ. Cái quan trọng nhất là sát chợ. Dạ. Thế nhà này bao nhiêu tiền chị? Hả? Hết bao nhiêu tiền xây nhỉ? Cũng biết nhà chồng nó. Dự trù là bao nhiêu? 700 2 tầng. Em xây luôn hết đất luôn. À. Cái kiểu vậy. Cho nó vì đây có 52 mét mà mình thụt vào cùng xây có 40 mấy mét, 40 mét. Xây chắc chắn nhỉ, bê tông to hết. Tường là 20. Tường 20 chị. Sao chị không xây từng đơn rồi? Sau này thì thế nào chả có nhà xây họ áp vào mình đỡ nắng. Cần gì phải xây từng kép.
Em cũng biết nha, anh nói em cũng biết. Chắc em biết từng kép từng gì. À đây từng đơn đi sao? Từng đơn à? Xây đây từng đơn à? Làm gì rẻ cũng thế. 700 là rẻ rồi. Trong em cũng biết. Như vậy thôi cũng khoảng 4 5 triệu mét. 4 triệu mét. Chúng mình dựng trồng vậy thôi chứ còn xây nhà ai là. Chị trước thì đang ở đâu? Em Nam Cao á. Lâm Đồng. Nam Cao á. Nam Cao. Nam Cao quận 9. À. Chị tôi đi á. Dạ. Về chị về đấy rồi à? Ờ. Sao không ở dưới nữa? Ở đó ở trọ mà anh nhà. À. Đấy, đấy đấy à. Chị mua lâu chưa? Mua mấy năm mà. Hồi chắc rẻ đúng không? Tỷ rưỡi anh. Tỷ rưỡi. Mua mắc như vậy. Mua gần 2 năm rồi á. Tháng tháng 10 năm 2017. À, em mua mấy năm mà. Mua hồi tháng 9 chưa được năm nữa. Đây bây giờ 2 tỷ thôi. Đây 2 tỷ 3. Tiếp nấu với thằng kia. 45 tỷ mấy. 2 tỷ 3. Nhưng ra hơn lòng trưởng. Xây này chuẩn rồi. 2 tháng nữa có này đấy. Giá này nó ít ít này. Cảm ơn chị nhé. Em đi vòng vòng cùng. Tôi vừa review cái khu án dự án khu dân cư University Village các bạn. Video clip của tôi hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại các video clip tiếp theo.